Thưa quý vị, thời điểm này thì có lẽ những vấn đề liên quan đến thiên tai cũng được rất là nhiều quốc gia quan tâm. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng sắp bước vào mùa mưa bão và cũng sẽ có thể xảy ra những cái nguy cơ liên quan đến lũ lụt ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Còn trên thế giới và lúc này thì Hy Lạp cũng đang phải chống chọi với những cơn cháy rừng và Hy Lạp cũng đã buộc phải nhờ tới sự hỗ trợ của các cơ quan cứu hộ cứu nạn của một số nước châu Âu khác để có thể triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong ngày 8 tháng 8. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp mà các lực lượng cứu hỏa của Hy Lạp đã phải triển khai quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở nhiều khu vực trên khắp cả nước. Và theo hệ thống thông tin về cháy rừng của châu Âu thì hơn 56.000 hecta rừng đã bị tàn phá trong 10 ngày qua ở Hy Lạp. Theo Reuters, hiện các đám cháy vẫn hoành hành trên đảo Euboea của Hy Lạp trong ngày 8 tháng 8, trong khi những vụ cháy ở các khu vực khác ở phía bắc Athens đã giảm. Hàng trăm người đã phải sơ tán khỏi hòn đảo nằm cách Athens 200 km về phía đông và là hòn đảo có diện tích lớn thứ hai của Hy Lạp. Đảo Euboea là một hòn đảo lớn, có địa hình cao, đồi núi được bao phủ bởi màu xanh của những cây thông. Nơi đây là địa điểm có truyền thống thu hút khách du lịch Hy Lạp và nước ngoài. Tuy nhiên, sau thảm họa cháy rừng vừa qua đã khiến cho khu rừng này bị tàn phá nặng nề. Thật kinh khủng, tôi không biết nữa, nó tựa như một bộ phim kinh dị vậy. Khi bạn xem phim, dù sợ hãi, song bạn vẫn tự nhủ, không sao, chỉ là phim thôi mà. Nhưng đây không phải là một bộ phim, đây là cuộc sống thực, đây là nỗi khiếp sợ mà chúng tôi đã phải trải qua suốt một tuần qua. Theo báo cáo, ngọn lửa đã thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà tại các làng của Hy Lạp. Cơ quan cứu hỏa của Hy Lạp đã phải huy động gần 300 nhân viên, 66 phương tiện đường bộ và trên không, đồng thời có sự giúp đỡ của các lực lượng cứu hỏa từ Ukraine và Romania để khắc phục vụ cháy.